năm 2010, một chuyến đi mà có lẽ là suốt cả cuộc đời này mình không thể nào quên được. Đó là chuyến đi vừa kết hợp công tác từ thiện, vừa kết hợp du lịch, là anh em hội Exeter Club, là gồm 46 xe, là anh em xuất phát từ Sài Gòn đi ra Đà Nẵng để phát quà cho những hộ dân nghèo khi bị thiên tai lũ lụt. Là chuyến đi đó mang cho mình rất là nhiều cảm xúc. Và đặc biệt sau chuyến đi đó thì anh em lúc quay về á, được rong đuổi trên cung đường Hồ Chí Minh, cung đường lịch sử của đất nước Việt Nam của chúng ta, rong đuổi bằng xe máy trên cung đường đó thì tuyệt vời. Cái trải nghiệm trên cái cung đường đó rất là đẹp. Xung quanh cái những cái cung đường đó thì rất là nhiều cảnh đẹp. Cái bóng dáng giống như chiếc xe mà nó trải dài trên cái mặt đường, nó không phải là đường nhựa, đường Hồ Chí Minh là nó đường bằng xi măng. Bởi vậy nó cái cảm giác nó thú vị hơn nhiều. Và đặc biệt nó có cái đèo Lò Xo rất là nổi tiếng, nó hơn 1000 khúc cua. Đối với anh em biker là được đi trên những khúc cua đó thôi là tuyệt vời. Nên có lẽ chuyến đi đó thì anh em không thể nào quên được. Trong giới biker nổi tiếng nhất hiện tại là anh Thảo Ma, là một mình ảnh rong đuổi touring xuyên Việt từ Sài Gòn đi Hà Nội. Có lẽ hiện tại bây giờ thì khắp cung đường Việt Nam thì mình cũng đã đi hết rồi. Hiện tại cái niềm đam mê mà mong ước nhất của mình là được đi tour du lịch ba nước Đông Dương bằng xe máy. Cái đó là hy vọng trong năm nay mình sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của mình.